Chào mọi người nhé, ngày hôm nay thì Pate Nhà Vườn cũng như là siêu thị hàng online sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu cây giống mới, đó là mẫu cây giống cúc. Mẫu cúc này có tên đó là cúc kim cúc, hay còn gọi là hoàng cúc, cúc chi, hay còn gọi là cúc tiến vua. Sở dĩ có tên gọi là cúc tiến vua là bởi vì là đây là một trong những loại cúc được thu hoạch lấy trà, và trà có giá trị tốt cho sức khỏe. Vì vậy thì khi mà đến mùa đông và mùa xuân thì cúc sẽ nở hoa và người nông dân sẽ thu hoạch hoa cúc để làm trà. Trà hoa cúc thì có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe. Với những cái dòng cây giống kim cúc, cúc chi, hoàng cúc này nhỏ nhỏ xinh xinh với cái chiều cao là dưới 20cm thì có giá là 5.000 đồng trên một cây giống đây mọi người nhé. Còn với những cái dòng mà cây kim cúc có chiều cao là trên 20cm trở lên thì có giá là 10.000 đồng trên một cây giống. Và bây giờ thì Pate Nhà Vườn cũng như là siêu thị hàng online sẽ đánh cây giống lên để cho mọi người xem cái chất lượng cây giống và rễ của cây nhé. Đây là mình đang rổ trực tiếp lên cho mọi người xem cái bộ rễ. Đây là rễ của cây nhé, cực kỳ là chắc khỏe. Đó, còn đây với những cái cây giống mà có giá là cao 20 cm và có giá là 20.000, có giá là 10.000 đồng cho một cây thì nó sẽ cao hơn và chiều cao của nó sẽ gấp đôi cái cây nhỏ mọi người nhé. Cây to thì về chúng ta trồng và chơi luôn. Kim cúc hay còn gọi là hoàng cúc, cúc chi này sẽ ra hoa vào mùa thu và mùa xuân mọi người nhé. Còn mùa này thì cây sẽ phát triển cây và nhánh để cho cái sản lượng hoa vào mùa thu cũng như là mùa xuân sắp tới. Đó, anh chị em nào mà ai có nhu cầu mua cây giống cúc chi, kim cúc hay còn gọi là hoàng cúc thì cứ liên hệ với Pate Nhà Vườn, địa chỉ tại nội thôn Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội nhé. Số điện thoại đó là 0374 886 977, 0374 886 977 mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.